Hi, xin chào các bạn. Hôm nay đã là mùng 3 Tết rồi nghe. Các bạn đang đón xem cái phần tiếp theo của clip mà là Tết Canh Tí. Pet Shop có gì nghe. Đây là phần 3 rồi nha. Đấy. Ngoài bên bò sát, bên rắn thì Pet Shop còn có cả sóc nghe, hamster đủ loại nha các bạn. Đấy, chúng ta vừa mới thấy một bé bản lẻn bỏ trốn rồi. Bé trắng này là nuôi lâu rồi nghe, nuôi gần 2-3 năm trời, bé đực nha các bạn. Bao hiền không cắn, ra chơi con. Lâu quá không chơi với bé rồi, nó sợ hay sao? Mà đặc biệt là nó không bao giờ cắn nha. Tại vì nó nuôi từ nhỏ lên. Dạ. Yeah. Đừng để ta bạo lực với con. Cũng chưa bắt được luôn. Nhanh dữ. Ra chơi nè. Bình thường nó nằm trong thùng mới dễ bắt lắm. Đấy. Ok, đã ra được rồi. Bao hiền nha các bạn. Bé này là của anh nuôi không có bán nha. Đây chỉ là khoe cho các bạn coi. Nó sóc có gì thôi. Tiếp đến là một bé sóc. Sóc này gọi là gì? Nhện trắng gì đó. Cũng được một bạn khách quen tặng cho. Ê, bị đổ rồi. Chúng ta sẽ ngắm kỹ bé này. Bé này thuộc dòng sóc rừng nha các bạn. Vì thế nên khó chơi. Chỉ để nuôi chân thôi. Chúng đang... Nó có một sọc trên lưng rất là đẹp, khác với sóc bông Thái nha các bạn. Đấy. Còn sao vậy? Ô. Cái mặt ngố kìa. Về chuồng lại đi. Về. Yeah. Về. Yeah. Vô chuồng. Mỗi lần mà bắt ra cái vô chuồng là khó lắm. Ê. Nó. Hơi bạo lực chứ con. Nó có wheel luôn nha các bạn. Sóc. Sóc bay út cũng biết chạy wheel nha. Buổi tối mấy bé này chạy dữ lắm đấy. Chúng ta cùng xem. Rất là dễ thương các bạn. Chạy đi con, chạy cho mấy bạn coi. Đấy. Cái wheel to này phải đặt luôn nha. Chứ ít có sẵn lắm. Vì nó to. Ta sẽ đến tới một bé sóc bay út nữa. Bé đuôi trắng đực. Bé này thì có bán nha. Do bên trại nó bị lẻ cho nên nó mới đẩy ra cho bán. Bao hiền luôn. Được sai sinh sản nha các bạn. Đây. Được cái đặc biệt của bé này là đuôi trắng nha. Được cái hiền nữa. Chơi không con? Ok. Mà nào thích nuôi lớn nè, cho lấy chồng cho bé cá nhà mình thì có thể liên hệ nhà shop nữa ngay nhé. Đấy. Bao hiền, không có bỏ chạy tôi lung tung. Về chuồng lại đi con. Ê. Mấy này mỗi lần mà bắt ra là bỏ chuồng rất là khó các bạn. Mà bắt cái mà mình bảo cái là xong. Đấy. Chúng ta sẽ qua bên vàng bên này. Mấy chú này là mấy chú gác bimbo của khách gửi nha. Ba bé chuồng baby cute vẫn còn. Một cặp là của anh Hùng nuôi, còn một bé là có chưa có chủ rước ra nghe. Bạn nào thương thì rước nhanh nha. Ta sẽ đến với một bé sóc bông Thái. Đấy. Bé này cũng nuôi lâu lắm rồi. Thuộc dạng giống như bị ế cái lớn cái không bán luôn. Cũng bao hiền, cầm chơi được. Mà dắt đi chơi thì không dám thôi. Đi vô đi coi. Mập ù luôn. Sóc bông Thái nó sẽ khác sóc bông Việt nha các bạn. Ai, kế bên là tiếp theo là đến các chú Dumbo Rat. Mấy chú này hôm qua cũng dắt đi chơi một bé rồi đó. Bé mọc này nè. Rat đặc biệt của nó là các bạn chơi đừng có để tán tay ngoài nha. Tại tưởng xúc xích á, nó cạp. Còn bắt ra thì rất là bình thường. Để bắt ra đi. Cho mấy bạn dễ hình dung. Đấy. Ba bé này có nuôi này mập ù luôn. Rất là dễ thương nha. Hôm qua cho bé này đi chơi chụp hình này nè. Mùng 2 Tết đi dạo rồi. Ê. Này nè. Con mập ù luôn. Tiếp đến là mấy bé nhím nha. Một đực hai cái. Bao to luôn. Bé shop là cái gì cũng có nha các bạn. Đấy. Muốn bắt nhím thì phải bắt như vậy.
chứ là chỉ đỡ thôi, nhưng mà mấy bé cũng không đau, đừng có lo, cái mình bắt từ trên trên đấy. Họ bù dễ thương lắm các bạn. Này là nhím sai sinh sản nha. Đây nhìn ngố không, còn có một bé nhím baby là có bán nha. Mình sẽ đến bé nhím baby đi. Đây nhím này dòng hai màu, người ta thường gọi là nhím Mintos nha các bạn. Đấy. Sao con baby nên nó hơi nhét mà vẫn cầm chơi được. Đấy hai màu rất là đẹp nha. Sao rồi con, cuộn luôn rồi. Mà nó bé này đã bữa có chụp hình cho các bạn có thể coi trên Facebook kỹ hơn nha. Đây chúng ta sẽ đến với một dòng chuột mà là chắc ít người còn biết loại này, đó là gờ biêu nha, chuột nhảy. Shop cũng chỉ còn một bé này thôi, cũng để chân chứ không còn nữa. Đó cái này nó nuôi gần hơn 2 năm rồi đó, rất là cực kỳ dễ thương. Đang kiếm các bạn nào có xin nhường lại cho shop vài bé để làm giống tiếp nha. À Hunu, dòng chuột nhảy này nó có đuôi nó khá giống như gát, mà nó lông nó đẹp hơn, nó sạch hơn nữa. Có điều là gát thì nó thông minh hơn nha các bạn. Chúng ta sẽ đến với mấy bé hamster bia đi, chỉ còn vài bé thôi. Vì dạo này shop chỉ tập trung bỏ sỉ hamster à, chứ để bán lẻ thì ít. À không, bé này bé vàng chanh, ú nu. Bao ú bao hiền luôn nha, bạn nào thích cũng có thể ướp bé này. Đấy. Còn một bé bên này nữa cũng y chang vậy luôn. Cũng mất tất rồi. Đây là ba bé bia còn sót lại của bài giao sĩ nha. Màu cũng tương đối đẹp, màu sô cô la nè, màu trắng albino nè, bao baby luôn. Mà bia baby thì nó nhỏ hơi lau nhau nha các bạn. Lớn càng lớn nó mập nó sẽ chậm lại. Ta sẽ đến bến bà mẹ bỉm sữa của ngày Tết đây. Một mình bẻ được 7 con. Đây là dòng mà là không lông nha, thuần luôn nha các bạn. Cha mẹ đều là không lông. Để một cây con chắc là sẽ phải không lông. Được cái không lông đợt này có màu mới ghê chứ. Đủ các màu. Bò sữa nè. Được cái gát nó dễ đẻ, nó dễ chăm nha. Bò sữa đen, bò sữa nâu, dù mình có đụng vô đi nữa nó cũng không có bỏ hết ăn con như mấy dòng kia. Đây là cặp chuột không lông giống của shop đây. Shop có vài cặp thôi, rồi sau đó sẽ nâng lên nữa. Đấy. Không lông nhìn nó đã lắm nha các bạn. Rồi. Đấy, bầy của lô trước cũng đang để làm giống tiếp đây. Chuột không lông lúc đầu nó có giá trị rất là cao, bởi vì ít có người có nè. Hy vọng từ từ đẻ được nhiều thì giá nó sẽ giảm tốt hơn cho các bạn chơi nha. Mong các bạn sẽ ủng hộ nhiều. Cũng hy vọng cũng không bị phá giá để mất cái giá trị của dòng không lông này, vì cái dòng này cũng lâu cũng chưa có phổ biến nhiều lắm đâu. Nhưng mà được tính ra giá nó sẽ rẻ hơn so với mèo không lông rất là nhiều. Mèo không lông tầm mấy chục triệu mới được đó. Đó là nguyên vàng chuột nè, hamster nhím. À chúng ta còn qua coi một cặp nữa, chuột đuôi mập. Tiếng tan nhiều khách tới shop này là cứ hỏi có bán cặp này không, tất nhiên là không rồi. Để nuôi chân chơi mà, chứ để làm giống nữa. Chỉ có bán baby thôi nha. Baby là để một là lấy bên trại nè, hai là giáp shop tự đẻ nuôi được. Đây bà mẹ của ngày Tết ở đây. Wow, được mấy baby nè. Mình đổ về nhẹ thôi nha. Hai baby. Quá dễ thương nha các bạn. Mừng con chơi xíu nha. Tuyệt vời. Baby chuột đuôi mập từ nhỏ nó có cái đuôi nha các bạn. Tất nhiên nó sẽ không bự. Đuôi nó có giá trị là càng lúc càng đuôi càng mập á. Bé mẹ nè. Ê, bảo vệ con dữ vậy. Bé đực đang ngủ nữa kìa. Cũng lú cái đầu ra. Nó mập vậy không biết nó chưa lọt cái lỗ này không ta. Đấy. Dòng này chúng ta nên lót loại cát như cát Ấn Độ nè, cát Buddy nè,
bút đi trắng sắp đang xài nè, rất là hiệu quả nha, nó vừa đẹp, nó vừa mượt lông, nó vừa sạch nữa. Đấy, tất cả các vật dụng đồ ăn lót chuồng dành cho hamster là shop đều có sử dụng, nên rất là biết cách tư vấn cho khách cho dễ. Thì giờ nếu bù là dòng pet nào cũng đều có chơi, nên các bạn đến mua đồ rất là dễ tư vấn nha. Ta sẽ đến với một dòng nữa, đó là dòng chuột sóc. Chuột sóc nó khác với sóc chuột chipmunk nha các bạn. Để nuôi nó phải nên nuôi bằng hộp như vậy vì nó rất là nhỏ. Dòng Dormouse, đây có một cặp đây, Dormouse đuôi trắng với Dormouse thường. Đấy, có dòng mà nuôi giống như hamster mà cũng là dòng sóc, tại vì nó được ăn, vừa ăn được đồ ăn trái cây của sóc, vừa ăn được đồ ăn của hamster luôn. Mà nuôi phải kỹ, nó sổng một cái là không kiếm được luôn, giờ nó siêu phá nữa. Nó phá đồ, độ phá của nó cũng không thua gì mấy chuột nhảy đâu, vừa nhanh như sóc, vừa phá như chuột, sổng là thua. Dòng này cũng ít người chơi, chỉ có 1-2 người chơi thôi, nên nếu buộc thì cái gì cũng có. Tất nhiên là mấy cái pet tầm trung lại rẻ thôi, đừng quá mắc. Đây thẩm quan, còn bên đây có bọ cạp nè, có ếch cây nè, chăng nữa, LG, nguyên dòng rùa, hồ cá cũng có chơi. Mấy bé rùa nhìn dễ thương không? À, đây một cái hồ mà bò sát nữa, hồ thằng lằn cá sấu cùng với mấy bé nhông gà đổi màu, rất là đẹp, nhông của Việt Nam các bạn. Wow, leo rồi, trời ơi, nhóc rùa này nó leo từ bên kia qua bên này luôn, hên là không bước ra ngoài. Gà con, mày phá quá, giờ đây hồ cũ rồi. Nghe thiệt, tính ra mấy rùa cũng khỏe chứ, leo từ bên này qua bên kia được luôn. Rùa này là rùa tôm minh bớt nha, trong kia là rùa lưỡi dao, rùa câm, đủ loại, nhát quá chạy mất tiêu rồi. Đấy. Nói chung là năm mới thì chúc các bạn là luôn luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn, nhiều thành công. Có điều kiện thích chơi thú gì thì liên hệ với Ú Vẻ Shop nha, shop sẵn sàng phục vụ các bạn rất nhiệt tình, có đủ các loại vật dụng luôn tại shop. Đây là phần 3, cũng là phần kết thúc loạt mà là Ú Vẻ Shop có gì vào ngày Tết nha các bạn. Còn sẽ còn rất nhiều các clip khác để mình giới thiệu các loại bé thú cưng tại shop. Mong các bạn sẽ đăng ký ủng hộ nhiều nhiều cho Ú Vẻ Shop, cũng như ủng hộ mua các bé, các vật dụng tại shop nha. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Một năm mới an khang thịnh vượng.